dự án Vinhome Sky Park thì chuẩn bị mở bán rồi, nhưng mà có nhiều anh chị thì vẫn chưa nắm rõ thông tin về dự án này, nên là hôm nay Vượng Len sẽ chia sẻ để anh chị nắm được rõ hơn trước khi giao dịch mua bán. Đầu tiên, chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần Vinhome. Về tiếng tăm cũng như là sự uy tín của chủ đầu tư Vinhome thì chắc hẳn là anh chị nào cũng biết rồi. Vị trí dự án thì có 4 mặt tiền tiếp giáp với 4 trục đường là đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Văn Mẫn và Nguyễn Thị Lưu của phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang. Xây dựng trên khu đất tiền thân là trụ sở cũ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Phần vị trí thì Vượng Len đã làm video chia sẻ chi tiết, anh chị chưa xem thì có thể xem tham khảo. Quy mô của dự án là 1,1 hectare, số lượng căn hộ là 565 căn, thuộc dòng căn hộ cao cấp với tiêu chuẩn Ruby của Vinhome. Có 4 loại hình căn hộ là studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Diện tích sử dụng căn hộ thì dao động từ 29,6 cho tới 95,6m². Tòa tháp căn hộ thì có 25 tầng, trong đó có 4 tầng trung tâm thương mại Vincom và 21 tầng căn hộ. Vinhome Sky Park thì có 2 tầng hầm. Ngoài ra thì còn có 30 căn shop house. Hình thức sở hữu đối với căn hộ chung cư là sở hữu lâu dài. Định vị về sản phẩm Vinhome Sky Park là tòa tháp căn hộ hạng sang cùng với tổ hợp thương mại mua sắm giải trí Vincom Plaza đẳng cấp đầu tiên tại Bắc Giang, kiến tạo một chuẩn mực sống thượng lưu sang trọng trên không, dành riêng cho cộng đồng những cá nhân tinh hoa trong và ngoài nước đang sống và làm việc tại Bắc Giang. Bên trên là thông tin tổng quan về dự án Vinhome Sky Park. Video sau sẽ là những video phân tích chi tiết. Anh chị hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Vượng Len nhé.